Alan Đường Buôn Đôn xin chào cả nhà. Hôm nay là phiên ngày 30 tháng 8 năm 2022. Có 15 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Chốt đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 0332155318 hoặc số điện thoại 0337781128. Những đơn đầu tiên. Đây, đơn này đơn combo hàng rời nhé cả nhà. Đơn này 120k này. Cũng có một cây quế, đơn combo quế tím với lại sóc và hoàng cam. 1 này. 2 3 4 quế tím 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 cây quế tím, cây sóc 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hoàng cam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đơn combo này 120k nha cả nhà. Họa hoàng cam quế tím và sóc. Đơn số 2, đơn số 2 là sóc nguyên bản nha. Đơn này 180k. Có 1 này, cái khúc này, khúc 2 3 cây. Khúc này 2 cây, khúc thứ 2 này. Khúc số 3. Và khúc số 4. Đơn này 180k, đơn số 2. Đơn số 3 là đơn sóc thuần nha cả nhà, sóc to thuần. Đơn này có 1 2 3 4 5 6 cây. Sóc thuần. Đơn này 200k. Đơn số 3 200k. Sóc thuần. Đơn số 4 là đơn hoàng nhãn tháng 4. Giống thuần nha, nguyên bản giống thuần. Đơn là 500k, gồm có 13 cây, 1 2 này. 3 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cây. Đơn là 500k. Đơn số 4. Đơn số 5. Đơn số 5 là đơn tam bảo sắc với hoàng nhạn nha cả nhà. Đơn này hoàng nhạn với tam bảo sắc này. Cái này nên là hoàng nhạn này. Cái này tam bảo sắc này. Nhìn chất lá nó khác nhau luôn. Đơn này 150k, hàng nguyên bản thuần nhé. Rất là đẹp rồi. Về chỉ treo thôi. Đây cây hoàng nhạn này, cây tam bảo sắc. Đơn này 150k, đơn số 5. Đơn số 6 là đơn tam bảo sắc. Đơn này 100k. Nguyên bản tam bảo sắc, cặp tam bảo sắc nguyên bản 100k. Đơn số 6. Đơn số 7. Đơn số 7. Đơn này là hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 thuần. Đơn này là 3 thân. Một thân hai, một mẹ ba con này, 1 2 3 4 con này. 4 con nhé. Chậu này 1200, đơn số 7. Đơn số 8 là hoàng nhạn tháng 8. Đơn này 1500. Một cặp nhé cả nhà. Một cặp. Chậu này một cặp với lại một con đang nhú này. Con đang nhú này. Con này 1500. Chậu này 1500. 8. Số 9.
Đơn số 9 là đơn combo môi lược.